Em xin chào các bác ạ. Hôm nay để giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm mới, đó là căn vang cơ mang thương hiệu là AV Acoustic. Mã sản phẩm của con này là FX10 các bác nhé, FX10. Đây các bác nhìn cái con này hình dáng nó rất là đẹp, mặt phay nhôm và cấu hình của con này là như nào. Con này là có bo mạch chống hú này, có bo mạch chống hú mic. Đấy, các bác hát nó rất là nhẹ tiếng và không bị rú rít mic. Đường vào của con này thì có tất cả là 5 6 ngõ vào. Các bác có thể là AUX1, AUX2, đọc USB, giao tiếp với điện thoại thông minh qua chế độ Bluetooth, giao tiếp với điện thoại giao giao tiếp với cả TV đời cao qua đường cổng quang optical, và con này có chế độ là có đường đường số nữa, nhưng mà đường số này các bác rất là ít ít sử dụng. Và đây thì em sẽ thử cái chất tiếng của con này. Em sẽ đọc USB và chuyển về cái chế độ USB đây nhé các bác nhé. Các bác nhìn thấy con này là có cái đèn nháy ở bên này, nó rất là đẹp nha các bác nhé, nhìn nó rất là đẹp, rất là bắt mắt. Và thử cái chất âm của con này thì rất là đơn giản, thì em chỉ ghép lối vào một chiếc âm ly đơn thuần, là rất là đơn giản là sử dụng một chiếc âm ly thôi. Còn bác nào mà ở gia đình mà sử dụng với cả ghép với cả đẩy thì tiếng nó sẽ ra hay hơn rất là nhiều, nhưng ở đây em thử cho nhanh thì em chỉ ghép vào một chiếc âm ly và một đôi loa bát 25 các bác nhé. Đấy, để thử tiếng cho các bác.